thân thiết đi nha mọi người, làm chứng nha mọi người, không có thân thiết gì chưa nha, đừng có chị em sắp dành hy sinh của tôi nha. Chị đang đáp trả đi chị. Vậy hiền lắm. Đâu có biết được. Người ta vừa là mentor, người ta vừa là nhà sản xuất nha, muốn dắt dự sao là người của người ta mình hiểu được nha. Nhà đang là mentor là không có liên quan nhà sản xuất nha. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Estin For hỗ trợ tăng cường nội tiết, níu giữ nét xuân. Siêu mẫu và bây giờ đang chậm chạy ở những vị trí first face hoặc là verdict hoặc tất cả các bìa tạp chí hoặc tất cả những cái bộ sưu tập của các nhà thiết kế ở thời điểm hiện tại đều là học trò của Xuân Lan hết. Thì cái vai trò huấn luyện nó đã nằm sâu trong máu rồi. Và ngoài ra thì mọi người biết Xuân Lan cũng có một cái học viện từ Sài Gòn đến Hà Nội, vẫn là đào tạo người mẫu, vẫn dạy từ học trò nhí đến người mẫu chuyên nghiệp. Thế nên câu chuyện đào tạo học trò đó là câu chuyện rất là bình thường. Nhưng mà quan trọng ở đây chúng tôi khác biệt hơn một cái chuyện là chúng tôi tìm phẩm chất quý ông, chứ chúng tôi không chỉ là cuộc thi người mẫu. Thế nên cái điều đó là cái điều rất là khác biệt mà mình muốn nhấn mạnh trong cái chương trình Next Generation này. Chúng tôi có những giới tính khác nhau, chúng tôi có những nhân vật khác nhau và chiều cao không chắc là người mẫu. Nhưng nếu các bạn chỉ cảm nhận các bạn có đầy đủ phẩm chất của một quý ông, rất đàn ông, rất bản lĩnh, hãy đăng ký đến với chương trình Next Generation. Ba huấn luyện viên sẽ là ba màu sắc cùng với cái sự hết sức
có tâm, hết sức có lòng đang dành cho chương trình của hai vị giám khảo, thì tôi tin chắc đây là một cái show truyền hình sẽ hết sức hấp dẫn và xứng đáng cho các bạn bỏ công sức và tâm huyết để các bạn tham gia vào chương trình. Xin được cảm ơn và kính mời đại diện của HG Star Đức, ông Dương Phước Bảo Lâm sẽ gửi những bó hoa tươi thắm đến cho các vị ban giám khảo và các vị huấn luyện viên của chúng ta. Và chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến Lotte Legend Hotel Sài Gòn, đơn vị địa điểm đồng hành cùng với chương trình The Best Gentleman. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến thương hiệu hoa La Rose đã tài trợ những bó hoa tươi thắm cho chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa quý vị, tất cả những điều mà chúng ta cũng như những người làm chương trình muốn mang đến cho quý vị là những điều tuyệt vời nhất để chúng ta sẽ cùng nhau có một chương trình truyền hình thực tế đầy hấp dẫn, đầy kịch tính. Và quý vị ơi, chúng ta hãy cùng chờ xem những điều tuyệt vời sẽ có tại The Next Gentleman quý vị nhé. Và ngay lúc này chúng ta sẽ được gửi những tràng pháo tay thật lớn dành cho các vị ban giám khảo và những huấn luyện viên của chúng tôi. Giang ơi, mình không có thân đi Giang. Nè, bao nhiêu người nè, Giang đừng nói chuyện với chị giống như Giang không có gì. Không có thân thiết đi nha mọi người, làm chứng nha mọi người, không có thân thiết gì hết nha. Đừng có chị em xâm nhập nhân sinh của tôi nha. Chị đang đáp trả đi chị. Chị em hiền lắm. Đáp trả đi chị. Đáp mọi người coi trailer thì mọi người biết. Không có biết được, người ta vừa là mentor, người ta vừa là nhà sản xuất nha, muốn cắt dựng sao là người của người ta, mình không biết được nha. Nhà đang là mentor là không có liên quan nhà sản xuất nha. Ủa cái chương trình nha. Này là cái chương trình của công ty nào vậy mọi người? Tập đoàn nha chị. Tập đoàn là có nhiều con người, hội đồng thì hội đồng của tập đoàn là đang hội đồng VG. Hội đồng quản trị nhá. Em chỉ là một thành viên nha chị. À, okay. Để chị tin đi anh. Hơi đẹp nha mọi người. Tại vì mình nhỏ tuổi nhất đó. Hơi đẹp. Còn đây là no name nha. Mình nhỏ tuổi nhất. Đúng rồi. Cái show này ai kêu mình là chị đại rồi mình cả. Mình ghét người ta đó lắm nha. Mình ghét đó nha. Mình là em mới nha. Mình ngây thơ hồn nhiên nhất. Em cũng chưa biết nhiều cái format là của chương trình sẽ như thế nào. Em cũng rất là mong cái buổi họp báo hôm nay thì sẽ nghe những cái lời từ ban tổ chức sẽ giải thích nhiều hơn về cái chương trình The Next Gentleman này. Bởi vì em rất là đặt câu hỏi là không biết là cái quý ông trong thời đại 4.0 nó sẽ như thế nào. Dạ, em chúc cho chương trình của chị sẽ thành công mỹ mãn và mọi việc sẽ sự diễn ra thật là suôn sẻ nhất nhé. Về thay đồ nhá. Bữa mình phải bỏ ra thì bị kính lóa lắm, không được. Em ơi chụp lại anh đi tìm rồi.